Rồi ok, chào em nhé. Thì hiện tại là mình đang sửa cái con xem út 3.8 cho khách này. Đó, thì con này hiện tại nó đang trong cái tình trạng là nó bị lỗi cái bo MCU này. Đấy, thì cứ kẹp tải vô là nó báo lỗi A8. Mặc dù là mình đã kiểm tra phần tụ, phần cuộn cảm, phần SR, tụ băm này, nhưng mà máy vẫn báo lỗi A8 nhé. Đấy, tức là lỗi quá tải. Thì mình sau một hồi thì mình biết là con này nó bị lỗi cái phần bo MCU này. Đấy, tức là cái con MCU này thì cái phần điều khiển công suất ấy, thì nó vẫn chạy, nhưng mà cái phần điều khiển tín hiệu băm ấy thì nó lại chập chờn, tức là lúc có lúc không. Đấy. Thì cái bo thì cái bo driver này thì để mà mua cái giá của nó thì nó rơi khoảng tầm là 400. Đấy. Thì ship đứa thì nó khoảng tầm là 30 ấy, thì nó khoảng tầm là 440 ấy. Đấy, và công sửa thì nó nằm khoảng tầm 500 cho đến là 600 thì nó khá là cao. Còn những bác khách nào mà có kinh tế thì có thể là mua về rồi thay vô luôn ấy, ok anh ok. Nhưng bác nào mà có kinh tế nó eo hẹp ấy, hoặc là kinh tế nó hơi khó khăn ấy, thì mình có thể chọn cái cách là mình sẽ độ cho nó ấy, độ cho nó thì độ thì nó mất giá nó khoảng phân nửa thôi, tức là khoảng tầm là 200 cho nên là 300k thôi. Nhưng mà về độ thẩm mỹ ấy, thì nó sẽ không được đẹp, và thứ hai nữa là còn về độ hiệu quả thì nó cũng còn về độ hiệu quả thì nói chung là nó vẫn đánh ok nhá, vẫn đánh ngon lành. Rồi thì cái con này thì mình sẽ chọn cách là mình sẽ độ cho nó nhé, mình độ một cái bo lái băm bên ngoài đấy. Thì còn về hiệu quả thì mình nói luôn là đánh vẫn ok, đánh vẫn ok. Rồi ok, thì con này mình độ ấy, là mình chỉ để giảm cái chi phí sửa chữa cho khách đấy. Còn bác nào có ông nào mà có cái vô xong rồi chưa có cái video đã nói là độ làm gì cho nó mệt hoặc độ làm gì cho nó xấu ra thì mình vui lòng là ấn ấn out đó nhá. Đấy, tại vì mình có nói rồi là cái này mình độ là để giảm chi phí sửa cho khách. Ok, còn bác nào mà có kinh tế thì có thể mua về rắc luôn. Đấy, còn không thì có thể độ lại thì nó sẽ giảm chi phí đi. Đấy, chứ không là nhiều ông thì chưa gì đã nhanh mồm miệng vô nói tào lao đấy. Ok, thì để mà độ con này thì mình sẽ chỉ em cách độ nhá. Độ nói chung là nó cũng đơn giản thôi. Đấy, rồi. Còn về bo lái thì mình sẽ chọn là cái bo này là bo băm cách ly. Đấy, thì mình có thể dùng bích luôn, bích nhưng mà nó dở một cái là nó không thể nào chỉnh cái tần số mong muốn được đấy. Còn nếu như mà nó quá thì nó sẽ bị nóng phét, cho nên mình phải chọn cái bo băm cách ly này để mình có thể căn chỉnh cái tần số mình mong muốn nhé. Ok rồi, thì cái bo băm này là bo băm này thì mình em có thể lên Shopee hoặc lên linh kiện anh em mua có nhá, giá thì cũng rẻ thôi. Thì cái bo này thì mình mua nhầm, cái bo này là bo băm 3 chế độ, tức là chế độ lì, chế độ đa bậc và hình như là có cả hai cái thạc cáp luôn đấy. Nhưng mà cái máy sắp út này thì nó chỉ có 2 chế độ thôi, là vừa lì và vừa trộn đấy. Thì mình cũng phải mod lại cái bo này nó y như vậy luôn, tức là nó vừa đánh lì và vừa đánh trộn nhá. Rồi trộn là chỉnh tốc độ trộn đấy. Thì anh làm mua cái bo này thì có thể mod như mình nhé. Rồi thì đầu tiên là cái con biến trở chỉnh cái phần trộn này thì nó là chỉnh duty, thì mình không cần chỉnh duty, mình ghim thẳng luôn nhé, mình ghim thẳng cái con hai con trở 15 kg vô đây luôn để mình cố định cái phần duty cho nó nhé. Rồi thì sau khi mình đã fit mình đã mod cái phần duty rồi thì mình sẽ tiến hành mình mod cái phần chỉnh cái tốc độ trộn cho nó. Thì cái con trên cái bo này thì để chỉnh tốc độ trộn cho nó, tức là trộn nhanh chậm ấy, thì mình sẽ chỉnh bằng cái con vi trở này. Đây, trên bo này thì nó để cái con vi trở là con vi trở 50 kg. Thì mình chỉ cần là mình tháo ra rồi mình nối ra một cái sợi dây ở đây, mình để mình chỉnh cái tốc độ trộn nhá. Thì mình có thể dùng cái biến trở công tắc ấy. Đây, mình dùng cái biến trở công tắc này thì mình vừa bật tắt cái chế độ trộn này đấy. Thì cái công tắc này thì mình có thể ghim vô cái phần công tắc chế độ này đấy, trên 1 2 hoặc là 2 3 ok, thì tùy mình chọn chế độ thôi đấy. Còn cái chân dưới này thì mình có thể tháo cái con vi trở ra rồi mình thay vô đây luôn thì có thể chỉnh được cái tốc độ trộn nhá. Rồi thì sau khi mình mod cái phần chỉnh tốc độ xong thì tiếp theo mình sẽ mod đến cái phần chỉnh tần số. Thì cái con này thì nó điều khiển tần số thông qua con SG3525 đấy. Thì cái tần số con này nó đưa ra khá là cao, thì cái tần số này thì nó chỉ để đánh lì ấy, đánh cầu hoặc là đánh nhân áp nhưng mà áp thấp thôi. Còn cái con xe út này nó đưa ra cái tần số khá là cao ấy, đưa ra cái áp khá là cao. Thì cái áp này mình đánh tần số cao ấy thì nó rất dễ bị quá dòng và bị quá áp, gây ra hiện tượng là bị nóng phét này và có thể là bị cháy nổ phét. Cho nên là mình phải chạy cái con này làm sao mà cho tần số nó nằm khoảng phân nửa nhé. Tức là mình căn làm sao mà tần số nó băm y chang cái con driver của máy của cái zin máy được đấy. Rồi thì để chỉnh cái tần số trên cái bo băm cách ly này thì mình sẽ tháo bỏ cái con chở 22 kg ra. Đây là cái con chở phần RT nhá. Thì con chở này là con
chở chỉnh tần số cho con SG3525 này. Đấy thì mình tháo ra, mình sẽ thay bằng cái con chở cao hơn, tức là con chở này mà càng cao ấy thì tần số mát của nó càng thấp, còn con chở này mà càng thấp ấy thì cái tần số của nó thì nó càng cao. Đấy thì mình sẽ giảm cái tần số đi bằng cách là mình sẽ tăng lên con chở khoảng tầm là 40 kg, hoặc là mình có thể dùng một cái vi chở 50 kg mình nối tiếp với lại cái phần con chở 22 kg này để mình chỉnh cái tần số làm sao mà cho nó mong muốn nhé, đánh làm sao mà nó không bị quá dòng và bị quá ép là được. Đấy ok, thì đó là cách mod cái phần bo lái băng kích ly này. Ok rồi, thì sau khi mod xong cái phần bo này thì mình sẽ mod đến cái phần công suất cho nó. Thì ở trên cái bo công suất này thì mình sẽ phải làm một số cái nhé. Đầu tiên là mình sẽ tháo bỏ cái cuộn lái ra. Đấy rồi, tiếp theo là mình sẽ tháo bỏ cái con SCR thứ nhất này, tức là con thứ nhất này, con nằm để kế cuộn lái ra. Đấy ok rồi, thì hai con này thì mình tháo con nắm được nhé, nhưng mà mình khuyên là nên tháo cái con này thì mình làm cho nó dễ hơn. Đấy rồi, sau khi mình tháo con SCR và con cuộn lái ra thì lúc bước tiếp theo là mình sẽ phải nối liền cái chân 1-2 của con SCR mình vừa tháo ra. Đây đây là cái con SCR mình vừa tháo ra này, thì mình sẽ nối liền chân 1-2 cho nó nhé, chân 1-2 cho nó. Đấy mình nối liền nhau, còn chân 3 mình bỏ nhé. Rồi sau khi mình đã nối liền cái phần chân 1-2 của con SCR mình vừa tháo ra thì tiếp theo là mình sẽ nối liền cái phần báo lối. Thì cái phần báo lối này thì nếu như mà mình không có cái mình dùng bo rời ấy, thì mình phải mót lại cho nó bằng cách là mình sẽ vô hiệu hóa cái phần này đi, còn nếu mình không vô hiệu hóa đi ấy, thì là nó sẽ báo lối E8. Đấy tức là lối quá tải, tức là cái lối quá tải ấy. Thường là con này là cái phần so sánh nhé. Thì để móc con phần này thì mình chỉ cần là mình nối liền cái chân con ô tô quang thôi. Thì đây chính là bốn chân của con ô tô quang này. Đấy, bốn chân của nó nhá. Thì mình sẽ nối liền hai chân đầu cho nó. Đây hai chân đầu là hai chân mà nó nằm phía phía con tủ băm nhé. Đây này, phía này. Đấy. Thì mình sẽ nối liền hai chân này với nhau. Đấy. Thì khi mình nối liền này thì nó sẽ bị vô hiệu hóa cái phần báo lối đi, cái phần báo lối quá tải đi. Tức là cái phần báo lối so sánh ấy. Rồi. Thì sau khi mình đã móc cái phần báo lối xong thì tiếp theo là mình sẽ đến cái phần cấp nguồn và cấp xung cho con SR. Thì mình dùng một cái sợi cáp này, đây là cái sợi cáp nhé, mình sẽ nối vào chân 1-2, chân 1-3 của con SR thứ hai, tức là cái con SR còn lại đây. Thì mình sẽ nối vào chân 1 và chân thứ 3 của con SR này. Rồi thì còn cái jack này thì mình chỉ cần mình cắm vô vào đây. Đấy mình cắm vô cái phần này là xong, phần con SR nhá. Đấy thấy không, SCR này. Ok rồi, còn cái phần nguồn cấp cho bo cái bo lái này thì mình sẽ cấp nguồn ở trong máy luôn. Thì đây nhá, đây là cộng trừ này, thì mình cấp đúng cộng trừ nhá. Đấy rồi, thì cái đầu âm này, cái đầu dương ấy, đầu dương của cái bo lái này thì mình đấu vô cái dương của nguồn máy nhá. Đây này, đây là cái dương nguồn máy này, đây nhá. Đấy mình đấu vô dương nguồn máy này. Đấy rồi, còn cái đầu âm này thì mình sẽ đấu vô cái phần phía sau của bo. Đây thì cái đây là cái phần cò này, thì cái dây bên trong này, đây này, cái phần bên trong này thì mình sẽ đấu vô cái phần âm này, mình đấu vô phần bên trong này. Đấy thì khi bóc cò thì nó mới chạy, còn không bóc cò thì nó sẽ không chạy. Còn nếu mình đấu thẳng vô cái phần nguồn luôn ấy thì là nó sẽ bị hao dòng, tức là nó lúc nào nó cũng chạy ấy, thì nó sẽ bị hao và nó sẽ rất dễ bị chết linh kiện hoặc là nó không bền. Đấy cho nên mình phải đấu sau cò bóp thì bóc cò thì nó mới chạy, thì nó sẽ bền hơn. Ok rồi, thì sau khi mình đã đấu xong như vậy thì coi như là máy cũng đã chạy rồi. Đấy nói chung là nó chạy ok rồi. Lúc này thì mình chỉ cần mình căn chỉnh cái tần số làm sao mà cho nó hợp thôi, nó không bị nóng phét là được. Ok rồi, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình mod lại cho nó, mình đấu hết tất cả rồi mình sẽ thử xem là nó có chạy hay không nhé. Ok ok đây mình đã mod cái bo như vậy nhé. Đấy thì cái biến trở công tắc này thì mình sẽ đấu như vậy đây. Đấy hai dây công tắc này mình sẽ đấu vào hai dây phía bên ngoài này, là mình tắt bật tắt cái chế độ trộn nhá. Còn hai cái chân biến trở này thì mình sẽ đấu vào hai chân con VR này. Đấy là mình chỉnh cái tốc độ trộn. Ok còn đây cái vi chở 50 kg này thì mình đấu nối tiếp với con chở 15 kg hoặc là con chở 22 kg để mình chỉnh cái tần số phù hợp nhé. Rồi thì bây giờ thì mình chỉ cần là mình dùng cái loa này để mình test âm thanh làm sao mà mình nghe cái tần số mà nó phù hợp ấy là ok. Đấy ok, thì tại mình đã đổ cái bo lái rồi vô cái bo con sắp bút nhé. Đấy đây em xem này,
cái bo lại rồi thì mình bao cho nó một cái băng keo đen nhá. Đấy, mình bọc lại là làm sao mà cho nó kín càng tốt. Đấy, rồi dây thì mình cũng đã câu hết lên rồi nhá. Rồi, thấy không? Đấy, cho em xem đây là bên trong sau khi mình đổ vô. Nói chung là nó cũng không phải là quá là màu mè đâu. Đấy, nói chung là hoạt động rất tốt nhá. Rồi, đây, đây là mặt chiếc ép đây. Đấy, mình câu chiếc ép cho nó nhá. Rồi, đấy. Sau khi mà câu xong thì dây thì nói chung là cứ bo nó như vậy là ok. Đấy, dây em đảm bảo là chỗ nào mà nó chậm chạp thì em nên băng keo hoặc là ly cái gian cách điện nhá, để cho nó an toàn. Đấy, chứ nếu mà nó chạm như nữa thì mệt lắm mà. Đấy. Rồi, ok, mình test thử nhá. Đi, mình đã cặp bình này. Đấy, ok, bây giờ mình thử cặp cò xem là máy chạy không nhá. Rồi, đây, mình thử cặp nhá. Đấy, cò chạy này. Đấy, tiếng kêu nghe đanh nhá. Đấy, và như hoàn toàn như là chưa có thay bo luôn. Đấy, tiếng kêu rất giống cái bo mà siêu của nó nhá. Rất đanh nhá. Đây, thử lại nhá. Đấy, rất đanh nhá. Rồi, đây đèn này. Đấy, rồi, mình giảm cái tần số nhá. Đấy, rồi, mình thử cặp nhá. Đấy. Rồi, mình tăng tần số lên nhá. Rồi, và mình tăng trộn cho nó nhanh nhá. Rồi, thử nhá. Đấy, rồi, mình thử tắt trộn nhá. Đấy. Bọc xương trắng luôn. Đấy. Tiếng kêu rất đanh nhá. Rồi, và anh em canh cái tần số bo lái này làm sao mà cho phép nó được nóng hoặc là nó ấm là được nhá. Đấy, ok. Rồi, thì vậy là mình đã độ xong một cái mạch băm rời cho cái con xe bút nhá. Đấy, thì lý do mình đổ vô là mình để tiết kiệm cái chi phí sửa cho khách nhá. Đấy, ok. Rồi, thì anh em nào mà có nhu cầu muốn độ như vậy hoặc là anh em muốn tự làm thì có thể xem video này nhé. Ok, rồi chào em nhé.